chào cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Phúc Tài Chính. Và ngày hôm nay, mời cô chú, anh chị và các bạn tiếp tục đến với những thông tin mới nhất về vụ án của cô Nguyễn Phương Hằng, thầy Đặng Anh Quân cùng ba trợ lý với những nghệ sĩ như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Công Vinh, nhà báo Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển, Đinh Lan và một số người khác. Như cô chú, anh chị và các bạn đã biết, chỉ còn 10 ngày nữa thôi là sẽ diễn ra phiên tòa lịch sử này giữa một bên. Bắt đầu từ một điều rất tốt đẹp, lên tiếng, lên án về những câu chuyện của xã hội như câu chuyện thần y lừa đảo người dân, chữa bệnh cứu người, câu chuyện từ thiện của những nghệ sĩ, ỉm tiền từ thiện, thiếu minh bạch từ thiện. Và một bên là những người nghệ sĩ đã có những cái sai, đã cố tình nhập nhằng tiền từ thiện của nhân dân, phụ niềm tin, lòng tin tưởng của người dân và đã bị người dân tẩy chay cùng với sự lên án mạnh mẽ. Và những người này thì trong quá trình đó tìm được những cái điểm yếu, những cái sơ suất về 331 khi phát ngôn trên không gian mạng để lật ngược lại thế cờ. Và bây giờ họ cũng đang ở trên con đường thắng thế khi trở thành những người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án lịch sử được nhiều người dân hướng tới này. Vậy thì kết quả sẽ ra sao? Mỗi người dân chúng ta luôn đặt niềm tin vào sự công tâm từ pháp luật và cùng chờ đợi một phán quyết cuối cùng từ Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tất nhiên phiên tòa ngày 21-22 tháng 9 đây chính là phiên tòa sơ thẩm, còn một phiên tòa phúc thẩm ở đằng sau nữa, chúng ta hãy cùng chờ đón đến ngược đến cái ngày lịch sử này. Và có những cô chú, anh chị và các bạn có gọi điện cho Phúc Tài Chính qua số 0374 590 012 thì có tâm sự rằng là cô chú là đã theo dõi cái drama này 2 năm trời rồi. Và mỗi người chúng ta, người thì 1 năm, người thì 2 năm, người thì thậm chí còn hơn 2 năm nữa. Cái việc theo đuổi từ vụ từ thiện từ năm 2020 của cô ca sĩ Thủy Tiên, hơn 1 năm trời lên tiếng, không thể nào mà tiếng nói nhỏ có thể lấn át được cái sự nổi tiếng của cô ca sĩ Thủy Tiên. Tuy nhiên đến năm cô Nguyễn Phương Hằng lên tiếng thì cùng ủng hộ cô Nguyễn Phương Hằng để vạch ra những cái điều khuất tất. Khi mà mình theo dõi những cái vụ từ thiện của cô ca sĩ Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh thì mình thấy như một trò hề. Và cái điều đầu tiên mà mình nghĩ tới một điều rằng tại sao một cái bản sao kê lấy dễ như vậy mà một năm trời nghệ sĩ bao biện không đưa ra được? Mà cái quan trọng là gì? Tiếng nói của một người nghệ sĩ, tiếng nói của những người nổi tiếng như vậy nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt ảnh hưởng rất nhiều đến những lớp trẻ, bởi vì những người nghệ sĩ nhảy múa ca hát thì sẽ có rất nhiều những bạn trẻ họ theo dõi. Và chính bản thân họ với cái cách hành xử như vậy, cái cách khóc lóc khi không lấy được sao kê của cô ca sĩ Thủy Tiên, nó sẽ vô tình tạo ra một cái sự giáo dục xấu cho những bạn trẻ. Thay vì những cái cách giáo dục trong trường đại học, con số rõ ràng, làm ăn minh bạch, cùng hướng tới một cái hiệu quả cao trong công việc, thì những người nghệ sĩ lại bao biện, lại nói sai đi những kiến thức rất phổ thông, ví dụ như việc lấy sao kê chậm trễ. Nó sẽ khiến cho nhiều bạn trẻ ủng hộ cho cái lối làm việc thiếu minh bạch này. Tiền của người khác thì cầm rồi, lúc cầm thì mạnh mẽ, nhiệt tình, cứ đưa cho em. Bao nhiêu tiền em cũng ok hết. Đến khi giải trình thì có giải trình đâu, lên khóc một trận đã, rồi tính tiếp. Đó là những cái điều mà văn nghệ sĩ đã truyền bá rất là sai cho giới trẻ. Đáng lẽ phải truyền bá là gì? Đây, tiền bằng này, sao kê như thế này, rõ ràng minh bạch bằng này. Từ ngày này đến ngày này, tiền phân phối như thế này, rõ ràng như thế này, tiền kiểm đến phân phát như thế này. Chứ không phải cái kiểu là phân phát hôm nay em phát cho mỗi người 10 triệu nhá, xong rồi 1, 2, 3, 4, 5, 10. Không thể nào có cái kiểu đấy được. Và rồi chắc chắn các bạn trẻ, khi mà các bạn trẻ bước ra ngoài đời, các bạn trẻ sẽ nhận ra rằng hóa ra cái sự thiếu minh bạch trong công việc nó sẽ khiến cho nhiều bạn trẻ cảm thấy thiệt thòi và bức xúc với cách làm việc thiếu minh bạch này. Chúng ta sẽ đấu tranh cho việc thiếu minh bạch chứ không phải là bao biện nó. Và trong suốt quá trình hành trình drama và đến bây giờ chỉ còn 10 ngày nữa khi chờ đợi phán quyết từ tòa án, từ pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì Phúc Tài Chính thấy một điều rằng khi mà những người nghệ sĩ nhập nhằng chuyện từ thiện, họ bị người dân lên án và tẩy chay. Và cái sự lên án tẩy chay này không phải là chỉ do hết bà Nguyễn Phương Hằng. Bởi vì cái năm 2020 là cô ca sĩ Thủy Tiên là đã có những group hàng trăm ngàn người lập rồi. Nhưng mà đến bây giờ có một điều đó chính là họ đổ hết lỗi cho bà Nguyễn Phương Hằng. Họ chưa hề có một câu lên trên sóng truyền hình nhận những cái lỗi sai. Chưa hề có một câu nói rằng tôi đã có những cái điều làm chưa đúng. Mà đến bây giờ họ tìm kiếm người đổ lỗi. Cái văn hóa đổ lỗi này
cũng lại là một cái văn hóa các nghệ sĩ phổ biến cho các bạn trẻ. Thay vì nhìn nhận ra những cái sai thì họ lại đi tìm bà Nguyễn Phương Hằng để đổ lỗi. Nhưng rõ ràng người dân chúng tôi lên tiếng, người dân chúng tôi bức xúc về câu chuyện từ thiện, nó không phải là chỉ do bà Nguyễn Phương Hằng, không chỉ do là những điều bà Nguyễn Phương Hằng nói, mà nó nằm ở phần lớn là cách ứng xử của các nghệ sĩ. Không phải người dân nghe theo bà Nguyễn Phương Hằng, mà chỉ đơn giản bà Nguyễn Phương Hằng đã nói lên những cái tiếng lòng của người dân chất chứa bao lâu nay. Và đến bây giờ, trước phiên tòa ngày 21 tháng 9 diễn ra, thì các nghệ sĩ cùng nhau làm mọi cách để vùi dập bà Nguyễn Phương Hằng, ông Đặng Anh Quân một cách triệt để nhất, nhằm để lấy lại một chút danh dự cho bản thân ư, cũng chưa chắc. Nào là họ mong muốn trở thành người bị hại. Và nếu như Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mà đồng ý cho những người như Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Vi Oanh trở thành người bị hại, thì không biết rằng những người nghệ sĩ này sẽ lên trên mạng tẩy trắng như thế nào nữa. Đấy, em là người bị hại của bà Nguyễn Phương Hằng. Đấy, em dốc lòng kêu gọi tiền từ thiện, em có nhập nhằng chút thôi, nhưng mọi người chửi em là nạn nhân. Ôi giời ơi. Và như chúng ta thấy, những người nghệ sĩ này, họ quảng bá những bài hát, không thể không phủ nhận rằng họ ảnh hưởng đến cái nền văn hóa Việt Nam. Tại sao Bộ Thông tin Truyền thông lại có thể đưa ra những cái bộ hành xử của các nghệ sĩ? Bởi vì rõ ràng những hành động của các nghệ sĩ làm ảnh hưởng đến giới trẻ. Đáng lẽ chúng ta hướng tới một xã hội văn minh, một xã hội làm việc song phẳng, công bằng, rõ ràng và minh bạch, thì các nghệ sĩ lại bao biện cho những cái hành động đó. Và đến khi bị người dân tẩy chay, thì cuối cùng lại đổ hết lỗi cho bà Nguyễn Phương Hằng. Bởi vì bà Nguyễn Phương Hằng trong quá trình lên tiếng đã có những cái sai vi phạm vào 331. Chính vì điều này nên mình không chịu. Bản thân mình khi mà tiếp tục quay lại drama lên tiếng, có 50% là ủng hộ cô Nguyễn Phương Hằng và thầy Đặng Anh Quân. Còn 50% còn lại, mình không muốn nghệ sĩ dựa vào câu chuyện kiện được bà Hằng mà tẩy trắng. Và cho dù giả sử như Phúc Tài Chính có không quen biết cô Nguyễn Phương Hằng đi chăng nữa, thì chắc chắn Phúc Tài Chính vẫn sẽ lên tiếng, bởi vì không thể để những người nghệ sĩ này tẩy trắng được. Giờ chỉ cần có một quyết định họ là người bị hại của bà Nguyễn Phương Hằng thôi, họ sẽ la lối lên tôi là người bị hại. Em khổ lắm quý vị ạ. Em dành hết tình cảm để đưa tài khoản ra để quý vị chuyển tiền vào. Em làm nhập nhằng đó là chuyện của em. Em ỉm tiền đó cũng là chuyện của em. Em không sao kê một năm cũng là chuyện của em. Nhưng em bị chửi trên mạng xã hội, em là nạn nhân, mọi người chửi em là do em là nạn nhân của bà Hằng. Người dân sẽ nói rằng, tôi lên án những người nghệ sĩ này liên quan gì đến bà Hằng đâu. Lên án những cái chuyện này của nghệ sĩ là do những người miền Trung. Tôi thương những người miền Trung, tôi có một đồng tiền tôi quyên góp cho người miền Trung. Nhưng cuối cùng niềm tin của tôi đã bị biến mất sau những cách hành xử của những người nghệ sĩ. Và đến bây giờ, từ những cái việc như những người nghệ sĩ này kiến nghị đến Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trở thành bị hại của bà Nguyễn Phương Hằng, họ hùa vào để vùi bà Nguyễn Phương Hằng càng xuống sâu càng tốt. Chính vì những cái hành động đó khiến cho người dân càng ngày càng bức xúc. Nói thẳng ra, nếu như mà là Trấn Thành không có cái việc kiện tụng và không liên quan đến cái vụ án này, không kiện bà Nguyễn Phương Hằng, thì người dân còn có thể quên đi và bỏ qua. Nhưng với những trường hợp như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng và Thủy Tiên đứng lên kiện bà Nguyễn Phương Hằng, thì người dân lại càng bức xúc và càng không thể nào mà tha thứ cho họ. Tiếp nữa, nếu như nghệ sĩ Hoài Linh chỉ cần một lời xin lỗi trên mạng xã hội để lấy lại một chút ít danh dự, thì Đàm Vĩnh Hưng và Thủy Tiên lại tiếp tục kiện để mà lấy được 74 tỷ đồng. Làm rất nhiều người dân comment rằng là thế 74 tỷ đồng có mà lấy lá mít, 74 tỷ lá mít. Thì ngoài cái việc họ muốn làm người bị hại, họ còn làm những điều gì nữa? Chúng ta hãy cùng đến với bài báo ngay sau đây. Và tiếc rằng đây lại là một thông tin không hề có lợi cho bên nghệ sĩ một chút nào. Theo báo Thanh Niên, vì sao Nguyễn Phương Hằng không bị xử lý tội vu khống làm nhục người khác? Theo Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chuỗi hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Phương Hằng đã cấu thành tội danh theo điều 331 Bộ luật hình sự nên không xem xét về tội làm nhục người khác và vu khống. Có nghĩa rằng cô Nguyễn Phương Hằng chỉ bị đưa ra xét xử theo điều 331 thôi, còn 155, 156 là không có. Đây là điều mà các nghệ sĩ không vui, còn chúng ta thì rất là vui mừng. Cuối tháng 5 vừa qua, hồ sơ vụ án từng bị tòa trả để làm rõ hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm có dấu hiệu của tội làm nhục người khác và vu khống. Điều thứ hai đó chính là
đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại của 10 cá nhân có đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng thì yêu cầu họ cung cấp tài liệu, chứng cứ chứng minh. Và điều thứ ba là làm rõ ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam có hay không đồng phạm với vợ. Thì tức là trong cuối tháng 5 vừa qua thì tòa án trả hồ sơ để làm rõ ba điều này. Điều tra bổ sung, cơ quan cảnh sát điều tra và viện kiểm sát đánh giá, xét về nguyên nhân, điều kiện, động cơ, mục đích, diễn biến chuỗi hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng đã cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân của điều 331 Bộ luật hình sự nên không xem xét xử lý tội làm nhục người khác và vu khống. Để yêu cầu 10 cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng cung cấp tài liệu chứng cứ yêu cầu bồi thường thiệt hại. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, quá trình điều tra họ đã ghi lời khai của những cá nhân có yêu cầu bồi thường và đề nghị cung cấp tài liệu chứng minh, nhưng có một số cá nhân cung cấp, một số cá nhân chưa cung cấp đầy đủ, vì vậy tòa xử lý theo quy định của pháp luật. Đấy, đúng hệt như kiểu là la làng mọi người ạ. La làng là tôi cần phải được bồi thường, nhưng cuối cùng đưa chứng cứ chứng minh ra thì có những người còn chưa đưa được. Nhưng mà riêng anh Đàm Vĩnh Hưng và chị Thủy Tiên là nhanh lắm. Với Phúc Tài Chính nhìn vào thì chắc chắn ngày 21-22 sắp tới đây sẽ là những ngày xét xử đầy căng thẳng và căng go, khi một bên từ những người nghệ sĩ họ muốn dí, nào là tôi muốn trở thành người bị hại của bà Nguyễn Phương Hằng, kiến nghị lên Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh nữa, họ muốn dí làm sao cho cô Nguyễn Phương Hằng tội là phải cao nhất, tội là phải nặng nhất, từ cái việc 331 rồi đến cả 155, 156. Tuy nhiên thì đến bây giờ thì cô Nguyễn Phương Hằng đưa ra xét xử chỉ dừng ở 331 mà thôi. Nhìn lại thì những người nghệ sĩ này họ mong muốn rằng bà Hằng phải chịu tội cao nhất, bởi vì khi bà Nguyễn Phương Hằng chịu tội cao thì họ lại được gáy mảnh, họ lại được tẩy trắng, tôi trong sạch, tôi là nạn nhân. Và cho đến tận bây giờ thì vẫn chưa thấy một cái quyết định từ Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng những người nghệ sĩ như là Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên trở thành người bị hại, mà chỉ đơn giản dừng ở người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án mà thôi. Và cho dù chúng ta không hiểu sâu về pháp luật thì nghe cái câu mà người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án thì nghe cái từ liên quan đến vụ án nó chỉ là liên quan đến vụ án mà thôi. Nhẹ nhàng hơn rất nhiều là một người bị hại trực tiếp ở trong cái vụ án đấy. Và không biết là các nghệ sĩ có biết một câu rằng yêu nhau lắm thì cắn nhau đau. Tại sao mà người dân lại phẫn nộ như vậy? Bởi vì ngày đó chúng tôi, những người dân của đất nước Việt Nam, nhìn vào những hình ảnh kêu gọi từ thiện giúp đỡ người dân miền Trung như chị Thủy Tiên, chị ấy sắn quần, chị lội giữa miền bão lũ để mà phân phát tiền từ thiện cho người dân. Nhìn thấy ngưỡng mộ một anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vì dân vì nước, trao đi tình yêu thương của mình cho một người nghệ sĩ hoài linh, gạo cội, quyên góp tiền từ thiện để cứu vớt những bà con đang gặp bão lũ nghèo khổ. Thì người dân đã trao chọn niềm tin, mà không chỉ là trao chọn mỗi có mỗi tấm lòng không, mà còn cả tiền bạc nữa. Nào là thể hiện ở việc những người nghệ sĩ kêu gọi được chục tỷ đồng, hàng trăm tỷ đồng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Chính vì một cái tình yêu thương, cái niềm tin tuyệt đối đặt vào các nghệ sĩ như vậy. Nhưng cuối cùng, những cái hành xử của các nghệ sĩ, tiền làm ăn thì chậm trễ, phát tiền thì đến 1, 2, 3, 4, 5, 10. Rồi là cả năm trời không đưa được sao kê giấy tờ, đến khi có người tiếng nói mạnh thì lại đưa ra khóc lóc. Người dân đã mất niềm tin và người dân tẩy chay. Người dân có quyền tẩy chay không? Có quyền tẩy chay chứ. Người dân có quyền vào lên án không? Có vào lên án chứ. Nhưng mà những cái hành động lên án đấy là người dân chúng tôi đã lên án, là chúng tôi chịu trách nhiệm cho những cái việc lên án đó. Và chúng tôi cũng không hề hối hận. Nhưng mà chỉ tiếc một cái, bực một cái, đó chính là rất nhiều người dân lên án nhưng bây giờ là coi như cánh nghệ sĩ đổ hết lỗi cho bà Nguyễn Phương Hằng. Thế nên lại như vậy. Vì vậy nên bản thân Phúc Tài Chính cực kỳ là thấy tội cho cô Nguyễn Phương Hằng và thầy Đặng Anh Quân. Khi mà rất nhiều người dân ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa khi mà tiền vẫn còn trong tài khoản của ông Võ Hoài Linh. Rồi đến khi bức xúc, khó chịu với cái việc các nghệ sĩ sao mà không thỏa được cái sao kê ra. Rồi là thậm chí là mỉa mai, lắc đầu ngán ngẩm trước những cái giọt nước mắt của cô ca sĩ Thủy Tiên. Giấy tờ thì không đưa ra, mà cuối cùng chỉ có khóc lóc. Đấy, tiền bạc của người miền Trung đấy, một năm trời không đưa được giấy tờ. Nhưng mà riêng cái việc là đi đòi bồi thường hơn 30 tỷ thì giấy tờ nhanh lắm. Anh ơi là nhanh ấy, nhanh đến công chúng ngỡ ngàng luôn ấy. Đôi khi nó cũng là một cái sự thiệt thòi, thiệt thòi của những người mà đứng đầu sóng ngọn gió, khi rõ ràng việc lên án của câu chuyện từ thiện là do bản thân những người dân họ lên án. Bản thân mỗi người dân họ có trái tim, họ có khối óc,
họ có suy nghĩ và họ có cách nhìn nhận. Họ không chấp nhận những người nghệ sĩ hành xử như vậy. Và họ lên án và họ chịu trách nhiệm với những gì họ lên án. Nhưng đến bây giờ thì quay ngoắt là coi như các nghệ sĩ đổ hết lỗi cho bà Nguyễn Phương Hằng. Tôi muốn kiến nghị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là nạn nhân của bà Nguyễn Phương Hằng. Và với bản thân của Phúc Tài Chính thấy rằng cái việc Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét cho họ trở thành người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án này đúng cũng là một cái sự công tâm thể hiện ở đây. Bởi vì rõ ràng khi mà người dân của đất nước Việt Nam này ủng hộ họ, yêu thương họ, đem tiền bạc tiền của cho họ. Nhưng cuối cùng đến bây giờ họ khiến người dân quay lưng là ở bản thân họ. Và đến bây giờ rất nhiều người dân lên tiếng lên án về câu chuyện từ thiện này. Thì cuối cùng tất cả mọi thứ thì cô Nguyễn Phương Hằng và thầy Đặng Anh Quân đều chịu. Và bản thân Phúc thì vẫn nhớ lại cái lần mà lên tiếng câu chuyện về sao kê của Trấn Thành và ca sĩ Thủy Tiên. Khi mà ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh thì giơ tay dọa kiện, không cho người khác nói, mong muốn bịt miệng người khác. Trấn Thành thì cũng làm một cái bài viết ở trên mạng là gì? Tôi sẽ kiện các YouTube, muốn bịt miệng tiếng nói của người dân lên tiếng. Thì khi đó cô Nguyễn Phương Hằng nói một câu là gì? Không cần phải kiện các YouTube, cứ kiện tôi đây này, đứng ra đầu sóng ngọn gió. Còn thầy Đặng Anh Quân cũng từng nói mình một lần rằng là các em YouTube không cần phải lo, nếu có vấn đề gì thì tôi và chị Hằng chịu đầu tiên. Họ cũng sẵn sàng đứng lên trở thành người đi đầu đứng mũi chịu sào. À, bản thân mình thấy thì cô Nguyễn Phương Hằng hay thầy Đặng Anh Quân với những cái điều đấy, họ sẵn sàng họ đứng lên họ chịu trách nhiệm. Còn các nghệ sĩ là gì? Làm rồi tiền trong túi mình rồi, làm ăn không tốt thì coi như lại đi đổ lỗi tôi trở thành bị hại của bà Nguyễn Phương Hằng. Trong khi người dân chỉ muốn nói một câu rằng tôi bức xúc vì chuyện của các nghệ sĩ làm từ thiện, tôi quay lưng với các nghệ sĩ làm từ thiện, tôi lên án, thậm chí tôi chửi bới những người nghệ sĩ làm từ thiện không được minh bạch, là do bản thân chúng tôi muốn làm, bản thân tôi có nhận thức, có đầu óc, có khối óc, có trái tim, bản thân chúng tôi lên tiếng chứ không liên quan gì đến cô Nguyễn Phương Hằng. Và công chúng, người dân có quyền tẩy chay những người nghệ sĩ này. Chia sẻ với cô chú anh chị là showbiz Việt Nam là còn rất nhẹ nhàng đấy. Những cô chú nào mà theo dõi về showbiz Hàn Quốc ấy, nó còn khắt khe hơn nhiều. Từ cái việc tẩy chay nó còn lên cao trào. Và đến bây giờ ở đất nước Trung Quốc ấy, cái việc phong sát những nghệ sĩ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Thì không hiểu nếu như mà anh Đàm Vĩnh Hưng, chú Hoài Linh và cô ca sĩ Thủy Tiên mà sang đất nước Hàn Quốc, mà sang đất nước Trung Quốc phong sát liên tục bây giờ, thì không biết là họ sẽ kêu ai và đổ lỗi cho ai nữa. Chứ còn showbiz Việt của mình là còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều luôn đấy. Với bản thân Phúc ấy, thì Phúc luôn tò mò về 17 trang kết luận điều tra, nói về những câu bà Nguyễn Phương Hằng phát ngôn đã vi phạm về 331. Không biết là mỗi anh chị được mấy dòng, không biết là mỗi anh chị được mấy trang. Em đánh răng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, cô chú anh chị nhé. 4 loại kem đánh răng Median 93% của Hàn Quốc. Đây là cái loại kem đánh răng mà dùng rất là thích. Khi mà đã dùng rồi thì chúng ta không thích dùng những cái loại kem đánh răng thông thường nữa đâu. Thì ở đây có tất cả là 4 màu tượng trưng cho 4 công dụng này. Đầu tiên là màu trắng này. Màu trắng thì sẽ có tác dụng là trắng răng của chú anh chị nhé. Tiếp theo là màu xanh ngọc này thì sẽ có tác dụng là nếu như ai mà bị hay bị viêm lợi, nhiệt miệng, viêm nướu ấy, thì sử dụng cái này nó sẽ giảm đi những cái bệnh về răng miệng. Tiếp theo là màu đỏ là sẽ giúp chống hôi miệng của chú anh chị nhé. Đặc biệt là các anh hay các chú mà hút thuốc lào hay hút thuốc lá thì cái miệng nhiều khi là nó bị ám mùi thuốc và nó hôi, thì chúng ta có thể sử dụng cái kem đánh răng Median 93% Hàn Quốc màu đỏ này để loại bỏ những cái mùi hôi đấy. Tiếp theo là cái màu xanh dương này. Thì trong quá trình mà chúng ta ăn uống thì hay có những cái mảng báng trên răng và lâu dần nó thành cao răng ấy, thì cô chú anh chị có thể sử dụng cái màu xanh dương này để loại bỏ các mảng bám. Một cái kem đánh răng Median 93% thì sẽ là 55.000 bán lẻ cô chú anh chị nhé. Mua 4 kem đánh răng Median 93% Hàn Quốc thì cái giá combo cho 4 kem đánh răng chỉ là 190.000 mà thôi. 190.000 cho 4 kem đánh răng, bình thường mua lẻ thì sẽ là 55.000 và mua 4 cái thì nó sẽ là 220.000 đấy. Khi mua 4 kem đánh răng thì cái giá nó chỉ là 190.000 mà thôi. 190.000 không những thế thì sẽ được tặng ngay một tuýp dầu lạnh 50.000 của chú anh chị nhé. Thế được tặng một tuýp dầu lạnh như thế này của chú anh chị nhé. Những ai mà bị đau ví dụ bả vai này, đấy, đầu gối này hay là lưng thì có thể sử dụng cái dầu lạnh này để chúng ta bôi để giảm cơn đau. 4 kem đánh răng Median 93% thì cái giá chỉ là 190.000 và sẽ được tặng một dầu lạnh của chú anh chị nhé. Mua 4 kem đánh răng được tặng 1 dầu lạnh 50.000. Nên là cái deal này cực kỳ hời luôn.
mọi người có thể comment inbox cho Phúc để sử dụng được cái deal đấy nhá. On mọi người nhá, đây là sữa tắm On này. Thì đây là sữa tắm nước hoa nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, và công dụng của nó sẽ lấy sạch bụi bẩn này, tẩy da chết này, trắng da, loại bỏ nám đen và ngăn ngừa lão hóa này, cung cấp cho cái làn da độ ẩm, sự căng mịn này, và ngăn ngừa, đặc biệt là ngăn ngừa trứng cá, ngăn ngừa mụn nhọt và mẩn ngứa. Và cái hương nước hoa này nó sẽ lưu giữ đến 12 tiếng. Đây là loại sữa tắm, vừa là sữa tắm mà vừa kết hợp cả nước hoa nữa, nên là sẽ có cái mùi hương nó lưu lại lâu hơn so với những cái sữa tắm thông thường. Sau một ngày dài chúng ta làm việc thì về đến nhà chúng ta vẫn thơm và thoang thoảng, tự tin hơn trong quá trình giao tiếp và làm việc. Thì một chai sữa tắm nước hoa này sẽ có giá là 250.000 cho một chai 900g cô chú anh chị nhé. Và đặc biệt từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 thì khi mua một chai sữa tắm nước hoa On của Hàn Quốc thì cái giá của nó bạn chỉ cần trả là 195.000 thôi. 195.000 cho một chai sữa tắm nước hoa On Hàn Quốc. Và khi bạn mua một chai sữa tắm nước hoa On Hàn Quốc 195.000 này thì sẽ được tặng ngay một tuýp dầu lạnh. Tặng ngay một tuýp dầu lạnh. Đây là cái dầu xoa bóp mọi người nhé. Những dầu xoa bóp ví dụ như chúng ta đau nhức ở đâu thì chúng ta xoa bóp ở đấy thì nó sẽ giảm cơn đau. Đặc biệt là đau nhức lưng thì có thể sử dụng cái dầu lạnh để xoa bóp. 25 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 khi mua một chai sữa tắm nước hoa On thì cái giá chỉ là 195.000 và được tặng một tuýp dầu lạnh trị giá 50.000 của chú anh chị nhé. Mọi người có thể comment, có thể inbox cho Phúc để đặt mua cái sản phẩm này nha. Cái Phúc đang là hộp mật ong chanh vàng Hàn Quốc này. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai nguyên liệu chanh vàng và mật ong tự nhiên. Sản phẩm chứa rất nhiều vitamin tăng đề kháng cho cơ thể, tốt cho hệ tiêu hóa này, hô hấp, phòng ngừa các bệnh về họng này. Và cái công dụng của nó là sẽ bổ sung vitamin C, cung cấp axit amin, các chất là chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch hơn. Đặc biệt nó sẽ phòng ngừa cảm gió này, cảm lạnh, giúp giảm đau, giảm ho, hệ tiêu hóa tốt và nâng cao cái thể trạng của người già hay là người ốm hay là suy nhược cơ thể đấy. Thì hàng ngày chúng ta có thể lấy để chúng ta pha với nước hoặc là chúng ta ngậm như một cái dạng siro rất là tốt cho họng. Và đặc biệt vào mùa thu rồi, và mùa thu và sắp tới mùa đông rồi thì cô chú anh chị hãy trang bị cho gia đình mình một cái lọ mật ong chanh Hàn Quốc này cô chú anh chị nhé. Đây là một cân mật ong chanh Hàn Quốc thì giá bình thường sẽ là 190.000. Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một mật ong chanh Hàn Quốc thì cái giá chỉ là 175.000 thôi. 175.000 cho một mật ong chanh Hàn Quốc. Và đặc biệt là sẽ được tặng ngay một kẹo sâm cô chú anh chị nhé. Được tặng ngay một kẹo sâm 45.000. Đây, đây là deal rất là hời. Kẹo sâm thì cô chú ăn cái kẹo sâm này nó rất là tốt cho sức khỏe. Và đặc biệt là các cụ rất thích ăn cái kẹo sâm này. Một mật ong chanh Hàn Quốc 175.000 thì sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45.000 cô chú anh chị nhé. Đây là một cái deal rất hời. Micen cao cấp này. Nó sẽ dành cho mọi loại tóc khô và bị hư tổn rụng nhiều, với thành phần được chiết xuất từ 7 loại tinh dầu khác nhau, giúp làm mới lại và nuôi dưỡng chăm sóc những cái tóc mới bị hư tổn, và giúp cho tóc mượt và đặc biệt là giữ màu cho tóc nhuộm, chống gãy rụng tóc này. Cùng với dầu dưỡng ấy, thì là nó sẽ giúp chúng ta mái tóc rất là mềm mượt, đặc biệt là cái dầu xả hay gọi là dầu dưỡng này. Thì khi mà dùng cái dầu xả này, tóc cực kỳ mềm mượt luôn. Nếu cô chú anh chị nào mà cái tóc mà đang bị trẻ ngọn ấy, tóc bị trẻ ngọn này, hay là cái tóc là nó bị thô ráp ấy, thì cứ sử dụng cái dầu xả micen này, thực sự là nó mềm mượt và sò cực kỳ thích, tóc khỏe bóng mượt cực kỳ thích luôn. Thì Phúc với mẹ Phúc ở hay dùng cái này và cực kỳ là ưng ý. Thì đối với cái cách sử dụng thì dầu gội thì chúng ta làm ướt tóc và sau đó chúng ta gội, còn dầu xả này khi mà chúng ta bôi lên tóc thì bôi tóc chứ hạn chế bôi chân tóc mọi người nhé. Bôi lên tóc và sau đó để tầm khoảng 5-10 phút thì nó sẽ mượt cực kỳ luôn. Và đây, cái cặp dầu gội xả micen cao cấp này thì bình thường sẽ là giá là 460.000 một cặp cô chú anh chị nhé. Có một cái deal dầu gội rất là hời, đó chính là khi mua một cặp dầu gội micen cao cấp Hàn Quốc này thì cái giá chỉ là 390.000 mà thôi. 390.000 cho một cặp dầu gội xả micen cao cấp. Cái giá này chưa từng có và chưa từng xuất hiện đâu ạ. Khi mà mua một cặp dầu gội xả micen cao cấp 390.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một tẩy da chết Arahan 120.000 cô chú anh chị nhé. Deal cực kỳ hời. Khi mà mua một cặp dầu gội micen cao cấp 390.000 thì sẽ được tặng một tẩy da chết 120.000 của chú anh chị nhé. Hãy liên hệ với Phúc qua inbox, qua tin nhắn, qua Zalo thì để có được cái deal này cô chú anh chị nhé.
Thì đầu tiên giới thiệu đến cô chú anh chị, trên tay của Phúc Tài Chính đang chính là dầu gội thảo dược nhuộm tóc Hàn Quốc. Thì đây đều là thành phần thảo dược thiên nhiên, ví dụ như là tinh dầu ô lưu này, nhân sâm này, linh chi này. Thì tác dụng của cái dầu gội thảo dược nhuộm tóc Hàn Quốc này ấy, thì sẽ có công dụng là làm đen tóc này một cách rất là tự nhiên và bền màu, không gây hư tổn cho tóc và không ảnh hưởng đến da đầu, và trị sạch gầu và giữ ẩm tóc nữa. Đặc biệt nó sẽ giúp là phục hồi tóc yếu và ngăn ngừa rụng tóc, và nó sẽ đen ngay trong lần đầu tiên sử dụng cô chú anh chị nhé. Đây là dầu gội thảo dược nhuộm đen tóc thì sẽ đen ngay trong lần đầu tiên sử dụng. Thì khi nào mà ra tóc mới thì chúng ta mới cần nhuộm tiếp. Thì cái hướng dẫn sử dụng ấy, thì đầu tiên là chúng ta sẽ làm ẩm tóc này, sau đó là chúng ta sẽ đeo găng tay vào. Thì Phúc Tài Chính sẽ chuẩn bị cái găng tay này cho cô chú anh chị nhé. Làm ẩm tóc, sau đó đeo găng tay vào, sau đó là chúng ta sẽ lấy cái dầu gội thảo dược ở trong này ra, bôi đều lên tóc và sau đó sẽ mát xa da đầu tầm khoảng độ 5 phút. Và sau đó sẽ để như vậy tầm khoảng từ 20 đến 30 phút để cho dầu gội thảo dược này nó ngấm vào tóc. Sau đó tầm khoảng 20 đến 30 phút thì chúng ta sẽ xả lại với nước sạch. Thì khi đấy tóc của chúng ta sẽ thành màu đen và đen rất là đều và có hiệu quả ngay lần đầu tiên sử dụng. Thì với một dây thảo dược nhuộm đen tóc Hàn Quốc này thì sẽ là 58.000 một dây của chú anh chị nhé. 58.000 một dây, và một dây thì bên Phúc Tài Chính cũng bán mọi người nhé. Thì 58.000 một dây, và khi mà mua một dây dầu gội thảo dược nhuộm tóc ở đây sẽ là 10 gói này. Mua 10 gói này thì sẽ được tặng một gói này mọi người nhé. Sẽ được tặng một gói. Mua 10 gói sẽ được tặng một gói, tức là mua một dây sẽ tặng một gói ấy. Happy Hàn Quốc này, thì đây là loại sữa tắm được ưa chuộng số 1 Hàn Quốc, mang cái mùi hương rất là nhẹ nhàng và chứa nhiều chất khoáng, nước khoáng, các loại hoa quả tươi và tảo biển. Đặc biệt là nó sẽ có rất nhiều axit amin cho cái làn da của chúng ta, khi tắm xong nó rất là phản hồi và mềm. Và đặc biệt là cái bọt sữa tắm của sữa tắm Happy này này thì nó rất là nhỏ và nó sẽ giúp làm sạch da này, và chứa rất nhiều vitamin và chất chống oxy hóa, thì nó sẽ giúp làm trẻ hóa làn da nữa. Thì cái sữa tắm Happy này nó sẽ giữ ẩm cho da, giúp của chúng ta mềm mượt hơn và ngày càng căng tràn hơn. Thì đặc biệt có một cái thành phần ở đây là tảo biển, sẽ giúp giữ ẩm cho da vào lúc làm mềm mại. Đặc biệt là sắp tới là vào mùa đông hay vào thời tiết hanh khô thì sử dụng cái sữa tắm này sẽ giúp da của chúng ta mềm mịn hơn. Và cái hương thơm của nó rất là dịu nhẹ và thích. Và đặc biệt trong đây có tinh chất chăm sóc da nên da của chúng ta sẽ dễ chịu và giảm stress hơn. Một chai sữa tắm Happy này sẽ có giá là 150.000 cô chú anh chị nhé. Có một cái deal khuyến mãi, mua một chai sữa tắm Happy 150.000 này thì sẽ được tặng một gói combo rong biển ăn liền mọi người nhé. Sẽ được tặng một gói combo rong biển ăn liền này. Như mua hai chai sữa tắm Happy ấy, thì sẽ được tặng một tẩy da chết trị giá 120.000 cô chú anh chị nhé.